đấu thứ hai trong trận bán kết thứ nhất, và các cô gái cỏ sẽ là người giao bóng. Cánh Nguyên. Đó là sự cướp bóng của số 27 Thùy Linh. Thùy Linh bên phía cánh phải chuyền vào. Quá nổ, thủ môn FC Cỏ. Một pha băng già bắt bóng rất chính xác. Một lần nữa cho thấy số 27 Thùy Linh quá xuất sắc. Sắp nhỏ Thùy Linh, motor điện Thùy Linh. Ba cầu thủ áo đỏ theo sát Thùy Linh, thế nhưng Thùy Linh cũng vẫn chăn qua tình huống vừa rồi. Đó là Khánh Huyền. Chất lượng chuyên môn của trận đấu đã được hai đội FC Cỏ và Lâm Sơn đang thi đấu đôi công. Những tình huống ăn miếng trả miếng xuất phát từ hai tiền vệ, đó là số 3 Khánh Huyền bên phía Cỏ và số 90 Ánh Phương. Trọng tài đã phất cờ. Giải thi đấu bóng đá do Chi hội Phụ nữ thôn Cầu Ngoài tổ chức để chào mừng rất có ý nghĩa ngày thành lập 93 năm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã thu hút được đông đảo khán giả xã Mỹ Thái cũng như địa phương lân cận về đây theo dõi cổ vũ cho các trận đấu của chúng ta. Vẫn kịp. Chuyền bóng vào. Bóng vẫn trong chân tầm kiểm soát của các cô gái FC Cỏ. Cỏ ném biên. Khánh Huyền, tình huống bấm bóng bằng mũi chân của Khánh Huyền. Bóng đã chạm tay một cầu thủ áo đỏ bên phía FC Cỏ. Ngày hôm qua tại sân bóng của quê hương là Vũ Cầu đã diễn ra trận giao hữu vô cùng kịch tính và đẹp mắt giữa đội tuyển bóng đá nam câu lạc bộ Kết Nối Đam Mê Ca Nhạc Gốc Đa Phú Cầu gặp đội tuyển câu lạc bộ Kết Nối Đam Mê Yêu Ca Hát thành phố Bắc Giang. Một trận đấu rất hay. Không nghĩ rằng là các ca sĩ của chúng ta rất xuất sắc trên sóng mạng xã hội, mà trong ngày hôm qua thì các cầu thủ, các ca sĩ của chúng ta đã hóa thân thành những cầu thủ bằng những tình huống và những bàn thắng rất đẹp mắt. Kết quả chung cuộc, hai đội đã ra sân với tỷ số là 2-2. Đó là ngày hôm qua, và còn ngày hôm nay, ngày hôm nay đó là hai trận bán kết. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận bán kết thứ nhất giữa Cỏ và Lâm Sơn, tỷ số đang là 1-1. Trận bán kết thứ hai cũng được giới chuyên môn và người hâm mộ Lạc Phú Cầu và xã Mỹ Thái rất chờ đợi, đó là FC Hạ gặp đội tuyển Cầu Trong. Ban tổ chức cũng xin thông báo cho ban huấn luyện của hai đội, đội Hạ và đội Cầu Trong lập danh sách thi đấu về ban tổ chức. Sau khi trận bán kết một kết thúc thì ban tổ chức sẽ cho trận bán kết thứ hai vào thi đấu luôn. Hà Thi, Tạ Thủy đang thì thầm với nhau trên khán đài B. Ánh Phương. Đá phạt ở khu trung tâm. Bùi Hằng đã đặt bóng cho số 3 Khánh Huyền. Đang ngồi trên hàng ghế danh dự tại khán đài A, đó là sự có mặt của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Mỹ Thái. Giải đấu bóng đá do Chi hội Phụ Nữ thôn Cầu Ngoài tổ chức đã giành được sự quan tâm rất đặc biệt của các đồng chí đến từ Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là Hội Phụ Nữ. Bà Nhung cũng đóng góp rất lớn cho phong trào thể dục thể thao xã Mỹ Thái, đặc biệt là giải thi đấu bóng đá thôn Cầu Ngoài, cả về tinh thần cũng như vật chất. Và bây giờ là quả đá phạt của Khánh Huyền.
chuyên gia đá phạt số 3 Khánh Huyền. Không chính xác. Một thông tin mà tôi mới nhận được từ chi hội trưởng chi hội phụ nữ của FC Cò, đó là chị Tình đã thông tin với ban tổ chức hai phần thưởng nóng của đội tuyển FC Cò, đó là tạp hóa hữu thưởng, tạp hóa lan hữu thưởng nóng cho cầu thủ FC Cò. Nếu như FC Cò ghi bàn thắng thứ hai sẽ nhận được phần thưởng của tạp hóa hữu lan là 200.000 đồng. Tiếp theo là chị Mùi Hàm. Chị Mùi Hàm thưởng cho FC Cò. Nếu như FC Cò giành thắng lợi trong trận đấu ngày hôm nay là 500.000 đồng. Mới đọc phần thưởng nóng thôi thì các mũi tấn công bên phía FC Cò đã ao ạt tấn công về cầu môn đối phương. Nguy hiểm. Trận đấu bán kết của chúng ta đã thu hút rất đông khán giả trên sân. Số 1 bên phía Lâm Sơn, đó là Vũ Hiền. Băng vào, quá nỗ thủ môn Nguyên Hiền. Thủ môn Nguyên Hiền đã ra vào rất kịp thời trong các trận đấu của giải đấu lần này. Một quả đá phạt, góc rất rộng, cơ hội cho số 3 Khánh Huyền. Rất đông các phóng viên báo chí của địa phương cũng đã bớt chút thời gian di chuyển về sân bóng vô cùng đẹp của làng Phú Cầu để tác nghiệp đưa tin những hình ảnh chân thực nhất của các giải đấu của chúng ta. Trên khán đài A là phóng viên Hoàng Dũng. Huy Hàm vào. Huy Hàm vào. Đúng, đó là sai lầm của Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền đã xuất sắc suốt từ những vòng đấu đầu tiên. Thế nhưng trong trận đấu bán kết thứ nhất buổi tối ngày hôm nay thì Nguyễn Hiền đã mắc sai lầm. Và bắt bóng lấp bập của Nguyễn Hiền, bóng đã bay vào lưới. 2-1 cho FC Cò. Đúng như nhận xét của giới chuyên môn và người hâm mộ. Lâm Sơn có sự thay đổi người. Vũ Hiến ra sân, Lý Duyên vào sân. Ông bầu Hùng Dũng chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên rồi. Đúng như nhận xét của giới chuyên môn và người hâm mộ, đó là số 3 Khánh Huyền, chuyên gia đá phạt. Thoải mái thả chân, rất thoáng chân, đó là số 3 Khánh Huyền. Nhạc trường Khánh Huyền luôn phân phát bóng và châm ngòi cho tất cả các đợt tấn công của FC Cò. Chất lượng chuyên môn đã được các cầu thủ hai đội đẩy lên ở mức độ cao nhất. Khán giả trên sân đã quá hài lòng bởi chi hội phụ nữ thôn Cầu Ngoài, đặc biệt là thủ lĩnh tinh thần bà Hà Thị Nga. Mặc dù ở cấp độ chi hội thôi, thế nhưng mà phụ nữ thôn Cầu Ngoài đã tổ chức một giải đấu bóng đá quá hoành tráng. Lâm Sơn sẽ người thực hiện đá phạt. Lưu Anh Phương. Các cô gái áo xanh trong màu xanh sẽ áp sát khu vực 16m50 để cùng với Anh Phương tổ chức quả đá phạt này. Bóng đã liếm mép xà trong tình huống đá phạt của Anh Phương vừa rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi hiệp đấu thứ hai, những phút đầu tiên của hiệp 2 trong trận bán kết thứ nhất. Lâm Sơn và Cò. Cò đang tạm dẫn trước đối phương với tỷ số là 2-1. Và bây giờ là Lâm Sơn. Quá khéo, quá khéo đã rồi và chuyền lên chuyền vào. Nguy hiểm. Bóng vẫn lập bập trước cầu môn bên phía đội tuyển FC Cò. Và bây giờ là số 9 Anh Phương, Lưu Anh Phương. Quay một
một người rồi anh Phương ơi, chuyền vào. Sóng gió đã qua đi trước cầu môn về phía đội tuyển FC Cò. Hai tình huống đối mặt, thế nhưng các cô gái Lâm Sơn đã không có cơ hội ra chân. Rất thoáng và cờ trọng tài đã phất. Trợ lý của ông Hà Tư cũng đã phất cờ ra rất kịch tính và đẹp mắt. Các cô gái Lâm Sơn và các cô gái Cò đã mang đến trên sân bóng trung tâm làng Phú Cầu một trận cầu quá kịch tính và đẹp mắt. Anh Phương phát triển tấn công sang bên phía cánh trái và bây giờ là một quả đá phạt. Cơ hội cho anh Phương. Trọng tài đã gọi số 7 bên phía FC Cò và trọng tài Hà Tư đã quyết định rút ra một chiếc thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ số 7 bên phía FC Cò. FC Cò và Lâm Sơn đang sở hữu hai cầu thủ có trình độ kỹ thuật xuất phạt rất điệu nghệ. Số 3 Khánh Huyền và số 90 Anh Phương. Không có gì khó khăn đối với thủ thành bên phía FC Cò. Người gác đền FC Cò đó là Thùy Trang, Hà Trang, Hà Thùy Trang bên phía FC Cò cũng đã rất xuất sắc trong trận bán kết ngày hôm nay. Trong trận bán kết ngày hôm nay thì bên phía FC Cò cũng đã tổ chức bọc lót tầng tầng lớp lớp có chiều sâu. Khi lỡ chớn một hai cầu thủ ở loạt phía trước thì các cô gái áo đỏ với Cò đã tổ chức bọc lót cho nhau rất tốt ở phần sân nhà. Chậm mất rồi, số 88 bên phía Lâm Sơn đã làm giảm nhịp độ của các hướng tấn công bên phía đội tuyển Lâm Sơn. Và bây giờ là số 9 bên phía Lâm Sơn chuyền bóng vào. Rất nhiều gương mặt trẻ bên phía Lâm Sơn như số 9 Dương Hương, số 27 Thùy Linh và số 23 Thùy Dung. Đó là những cầu thủ trẻ và đó cũng đồng thời là những học sinh của trường Lạng Giang số 3. Hiện nay các em chỉ học lớp 10, lớp 11 mà thôi. Khánh Huyền sẽ là người thực hiện đá phạt. Lại là một tình huống phóng bóng vào cao không, rất nguy hiểm. Cò vẫn gia tăng áp lực về cầu gôn đối phương. Tình huống phạt bóng không tốt của thủ môn Huy Điền. Nguyên Diệu đã tranh chấp trong tình huống phạt bóng của thủ môn đối phương. Bây giờ là một quả phạt góc bên kia cánh trái. Anh Phương. Bóng đã chạm tay cầu thủ áo xanh. Cố lên. Bây giờ là quả đá phạt ở khu vực sân nhà. Tác giả của bàn thắng thứ hai đó là số 3 Khánh Huyền sẽ là người thực hiện đá phạt. Lâm Sơn ném biên. Rất nhiều khán giả đang có mặt trên sân để cổ vũ cho giải đấu của chúng ta. Cho tới vòng bán kết thì giải đấu bóng đá do chi hội phụ nữ tuyển cầu ngoài tổ chức đã thành công rất tốt đẹp. Quá người rất khôn đó là vật số 3 Khánh Huyền. Bóng đã tìm thẳng vào chân của bình luận viên. Bây giờ là một quả ném biên. Anh Phương sẽ là người ném biên. Vẫn không vượt qua được đôi chân của Khánh Huyền. Và bây giờ là tập sơn Thùy Linh. Thùy Linh đã chạy vòng cánh cung trong tình huống này. Ném biên cho Lâm Sơn.
Ông Bầu Hùng Dũng đã ra hiệu cho các mũi tấn công của Lâm Sơn dâng cao đội hình. Toàn bộ vốn liếng của Lâm Sơn đã được ông Hùng Dũng tung hết vào sân. Không còn gì để mà mất khi thời gian thi đấu của hiệp 2 cũng không còn nhiều. Tỷ số thì vẫn đang là 2-1. Chính vì vậy mà ông Bầu Hùng Dũng đã ra hiệu cho các mũi tấn công của Lâm Sơn áp sát đội hình. Anh Phương qua người khéo quá. Đột phá đi anh Phương chuyền vào. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Lâm Sơn, Thùy Dung, bóng vẫn còn, cố gắng lên, bóng vẫn còn trong sân. Bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Các cô gái cò sẽ là người lâm biên. Thùy Dung rất nguy hiểm, một pha chân trừ của Thùy Dung. Rất nguy hiểm, một pha chân trừ của Thùy Dung. Đó là sai lầm của hàng phòng ngự bên phía Lâm Sơn. 3-1. Xoay 10, một sốc nhỏ bên phía FC Cò đã lập công, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Thu Hà đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho FC Cò. Anh Huyền Tùng chắc chắn phần thưởng ngoài sẽ có chủ. Nếu như FC Cò thắng Lâm Sơn thì anh Huyền Tùng sẽ thưởng nóng 1 triệu đồng, và phần thưởng này gần như chắc chắn sẽ có chủ rồi. Rất nhiều phần thưởng nóng đối với FC Cò. Cờ của trọng tài cũng đã phất lên. Như vậy là Trung Huyền thưởng 1 triệu, đó là sai sót của người ghi chữ. Chúng tôi sẽ sửa lại ngay, đó là Trung Huyền thưởng Cò 1 triệu nếu như Cò thắng lợi. Khánh Huyền đã giải nguy rất kịp thôi. Nhận trách nhiệm thực hiện quá đà phản góc này. Cơ hội cho Lâm Sơn. Pha bóng rất mạnh số 3 Khánh Huyền. FC Hạ và cầu trong khẩn trương nộp danh sách về ban tổ chức. Thùy Dung đá bóng rất mạnh vào khu vực 16m50. Các cô gái cò đã chạm gần 2 tay vào chiến thắng trong trận bán kết thứ nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Chiến lược gia Vũ Xuân Đông đã quá lạnh lùng. Mỗi khi trận đấu của FC Cò diễn ra thì Vũ Xuân Đông luôn luôn ẩn mình. Một phần thưởng nóng mà đội bóng Cò tiếp tục nhận được, đó là gia đình anh Tư Hợi thưởng nóng 500 cho FC Cò. Gia đình Tâm Dục ở Liên Trung thưởng 500.000. Đó là người phát ngôn của FC Cò. Một chị gái rất xinh đẹp, khả năng tên là Minh Anh, cũng đã tiếp lửa cho bình luận viên với những phần thưởng nóng của người hâm mộ cho FC Cò. Và bây giờ Cò sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Khánh Huyền. Bóng vẫn còn. Lâm Sơn rất cố gắng. Lâm Sơn ném biên. Bên phía FC Lâm Sơn không tận dụng được thành bàn thì hàng phòng ngự bên phía Anderson đã phải trả giá quá đắt. Vẫn là tình huống phá bóng rất mạnh của số 3 Khánh Huyền. Không khí đang rất là sôi động và nhộn nhịp trên sân bóng của chúng ta. Anh Phương sẽ là người lâm biên.
bóng vẫn trong chân của các cô gái Lâm Sơn. Anh Phương có áp sát trong tình huống này không? Không có một bóng dáng áp góc tuy hâm. Không có gì khó khăn đối với thủ thành bên phía FC Co. Hà Trang, người gác đền Hà Trang đã xuất sắc trong trận bán kết ngày hôm nay. Vẫn là những tình huống đá bóng rất tươi của bên phía hàng phòng ngự đội tuyển FC Co. Các cầu gái FC Co đang thừa thắng xông lên với tinh thần và khí thế hừng hực, thì các cầu gái FC Co vẫn đang gia tăng áp lực về khu vực cầu môn đối phương. Bóng vẫn trong chân của các cầu gái FC Co. Đó là tình huống của Phạm Thìn. Phạm Thìn có đôi chân rất đẹp. Nguy hiểm quá, rất nguy hiểm. Bây giờ thì trọng tài đã căng cờ rồi. Đội Lào giành thắng lợi trong trận bán kết của chúng ta ngày hôm nay cũng hoàn toàn xứng đáng. Vẫn là những tình huống phát bóng rất mạnh của số 3 Khánh Huyền. Nhạc trưởng Khánh Huyền đã là người châm ngòi và phát động tất cả. Vẫn là Khánh Huyền. Khánh Huyền đá khỏe như đàn ông mà bóng là bập. Sarachit Sarachai Khánh Huyền trong thời gian tới đây chắc chắn sẽ xuất ngoại thi đấu cho đội tuyển Thái Lan. Vẫn là tình huống vẩy bóng. Các hướng tấn công, các hướng tấn công của FC Co trong trận đấu ngày hôm nay là vô cùng biến hóa. Hết tấn công trung lộ thì lại kéo giãn ra hai cánh ở thế gọng kìm. Bây giờ lại giãn ra cánh phải. Vẫn là cầu thủ nhỏ con số 20. Nhìn như học sinh lớp 8, lớp 9 nhưng mà đá lại hay đến như thế cơ chứ. Bây giờ là quả phạt góc. Bây giờ là quả phạt góc cho đội tuyển FC Co. Rất đông khán giả đang có mặt trên các khán đài để cổ vũ cho giải thi đấu bóng đá do Chi hội Phụ nữ thôn Cầu Ngoài tổ chức. Khánh Huyền nhả lại cho đồng đội của mình. Đó là những tình huống bọc lót cho nhau. Khánh Huyền làm một động tác giả để bóng tới tuyến sau. Bây giờ là một quả lém biên. Huyền dịu lém biên, lém cho con gái của mình, không phải lém cho đồng đội của mình. Những tình huống bọc lót có chiều sâu của FC Co ngày hôm nay đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các hướng tấn công của đội tuyển Lâm Sơn. Đó là những tình huống bọc lót cho nhau có rất hiệu quả. Và bây giờ là số 20 Minh Hà bên phía đội tuyển. Qua một người rồi. Qua một người rồi, chuyền bóng vào. Rất nguy hiểm, tình huống căng ngang trước cầu môn bên phía đội tuyển Lâm Sơn. Bóng lập bập, bóng vẫn lập bập trong khu vực 16m50. Số 7 bên phía đội tuyển FC Co đã hóa giải hướng tấn công của đội mình. Và bây giờ các cô gái đội tuyển Lâm Sơn sẽ là người phát bóng. Tỷ số của trận bán kết đang là 3-1. Đó là sự ra chân của Khánh Huyền. Huyền là linh hồn, là trụ cột của FC Co trong mấy giải đấu trở lại đây. Phạm Thìn và Bùi Hằng. Và bây giờ là Khánh Huyền. Bóng lại tới chân số 20 Nguyễn Hà rồi. Nguyễn Hà đua tốc độ với thủ 90 Anh Phương. Trọng tài đã căng cờ. À, Anh Phương sẽ là người thực hiện đá phạt. Đó là tình huống bấm mũi chân. Đó là tình huống bấm bóng bằng mũi giày. Rất khó để theo sát sóc nhỏ mang áo số 20 Nguyễn Hà. Tiếp tục là phần thưởng cho Co. Đó là những cái tên quen thuộc. Nhà hàng Luyện Sáng, nhà hàng Luyện Sáng. Nhà hàng Luyện Sáng tiếp tục thưởng cho Co với trị giá phần thưởng là 500.000 đồng. Cái tên Luyện Sáng đã rất quen thuộc với sân bóng của chúng ta. Là người thổi hồn
và là người ủng hộ rất lớn cho cả về tinh thần lẫn như vật chất cho tất cả các phong trào thi đua quyết thắng của địa phương, đặc biệt là phong trào thể dục thể thao. Bất cứ một đội bóng nào thi đấu hay thì đều nhận được phần thưởng nóng của gia đình nhà luyện sáng. Các mũi nhọn của Lâm Sơn đã gặp khó khăn. Số 27 Thùy Linh. Thùy Linh quá nhanh, quá khỏe. Thế nhưng bóng đã đi hết đường biên ngang rồi. Các cô gái cỏ sẽ là người phát bóng. Thế mới biết rằng là cái duyên luôn luôn có mặt trong tất cả các mặt trận trong xã hội cũng như đời sống của chúng ta. Chăn heo cũng cần duyên, nuôi gà cũng cần duyên, đánh bài đánh phỏm cũng cần duyên, mua số đề cũng cần duyên, tán gái cũng cần duyên, đặc biệt là bóng đá cũng cần duyên. FC Cỏ thi đấu rất hay, thế nhưng chỉ một phút sơ sẩy ở hàng phòng ngự thì các cô gái Lâm Sơn cũng đã phải trả giá trong những mũi tấn công của FC Cỏ trong suốt những phút của hiệp 2. Chị mời anh Phương. Anh Phương đã bóng đã đi ăn ra má ngoài của anh Phương. Đó là phạt thìn mà hướng tấn công ra bên phía cánh phải cho Huyền Diệu. Huyền Diệu quan sát truyền cho đồng đội của mình, có ai theo kịp không? Đó rất nguy hiểm. Nguyễn Hiền đã phá bóng và bóng đá vấp vào mặt của phạt thìn. Đủ các thành phần FC Cỏ đã tập kết trên sân bóng của chúng ta. Từ hội phụ nữ phụ lão, từ hội cứu chiến binh đến hội cao tuổi, trong đó có cả đội dưỡng sinh. Những chiếc quạt của đội dưỡng sinh FC Cỏ đã phát huy được tác dụng. Nguyễn Hiền sẽ là người phát bóng. Phạm Thìn đã lấm lem bụi đất. Cố gắng lên các cô gái Lâm Sơn. Người hâm mộ Lâm Sơn rất cần một bàn thắng để rút ngắn tỷ số xuống. Dồn hết tổng lực đi. Phải nói rằng trong trận bán kết ngày hôm nay thì bên phía FC Cỏ đã tổ chức bọc lót cho nhau, đặc biệt là khóa tuyến giữa. Tuyến trung tuyến đã được hàng phòng ngự FC Cỏ tổ chức rất tốt. Vẫn là tình huống chuyền bóng. Pha bằng ra rất kịp thời của Nguyễn Hiền. Chân trái của Nguyễn Hiền phá bóng rất mạnh. Anh Phương. Rất nhiều phần thưởng nóng của người hâm mộ FC Cỏ đã tăng thưởng các cô gái xứng đáng trong trận bán kết thứ nhất của chúng ta. Đáng khen. Nguyễn Hà như học sinh lớp 8, lớp 9 mà chạy thì lại quá khỏe. Chúng tôi chỉ bảo rằng là như học sinh lớp 8, tôi vẫn biết rằng là em học sinh lớp 10. Sóc nhỏ số 20 Nguyễn Hà đã quá biến hóa, gây ra rất nhiều khó khăn cho sự kèm cặp của hàng phòng ngự đối phương. Và bây giờ là Lâm Sơn. Lâm Sơn bên phải chuyền bóng không được. Nguyễn Hà hiện nay đang học lớp 6 cộng 3. Phạt góc cho Lâm Sơn. Cơ hội cho Lâm Sơn trong tình huống đá phạt góc. Người hâm mộ Lâm Sơn đang ngồi chật kín trên khán đài, rất mong chờ tình huống đá phạt và phối hợp trong tình huống đá phạt góc này. Bóng vẫn lập bập trước cầu gôn. Vẫn trong chân của Lâm Sơn. Chuyền bóng vào, đánh đầu, nguy hiểm. Anh Phương. Thì Dung, bóng lại tới chân của Lâm Sơn rồi. Lâm Sơn lập bập một dừng chân. Một dừng chân Lâm Sơn. Một dừng chân. Một dừng chân. Một chân vào. Như một pha đi úp cá ở ngoài Dương Đức. Chúng tôi nhớ lại những năm thơ ấu đi úp cá ở rừng ngoài Dương Đức.
khi phát hiện con cá chép rạch trên dòng nước thì tất cả các lơn thủ đã xông vào úp cá như tình huống vừa rồi. Cho tới bây giờ thì chắc chắn FC Cò đã ghi tên mình vào trận chung kết sẽ diễn ra vào tối thứ sáu, có nghĩa là tối ngày kia. Tối ngày kia sẽ diễn ra trận chung kết và lễ trao giải cũng như lễ bế mạc. Đồng thời không khí tưng bừng của ngày hội sân Phú Cầu cũng đã khép lại. Khi phải tạm biệt sân Phú Cầu, khi phải tạm biệt bà con, khi phải tạm biệt khán giả trên sân Phú Cầu, đó là điều mà chúng tôi không hề mong muốn một chút nào. Lại là Nguyễn Hà. Nguyễn Hà. Lợi thế của sóc nhỏ Nguyễn Hà đã chặn tất cả các pha đeo bám của thủ thành của hàng hậu vệ đối phương. Lâm Sơn. Vẫn là Lâm Sơn. Rất khỏe. Số 9 bên phía Lâm Sơn. Đua tốc độ. Số 9 ơi, dương hấp bay. Khán giả và người hâm mộ trên sân làng Phú Cầu đã quá hài lòng bởi giải đấu của chúng ta cho tới thời điểm này đã thành công rất tốt đẹp. Bây giờ là quả đá phạt cho Lâm Sơn. Cơ hội gần như là cơ hội cuối cùng cho Lâm Sơn trong tình huống đá phạt này. Khoảng cách hàng rào và tụt vườn Nguyễn Hiền cũng đã bỏ đèn đi lên. Xéo vườn Nguyễn Hiền đã bỏ đèn đi lên. Có vào không? Đánh đầu. Đó là pha đánh đầu của số 3 Khánh Huyền. Rất đẹp mắt. Một tình huống tham gia tấn công rất đẹp mắt của Nguyễn Hiền. Một cầu thủ đang bị đau. Và khung thành bên phía Lâm Sơn vẫn đang bỏ trống. Trọng tài đã ra hiệu cho săn sóc viên bên phía đội Lâm Sơn mang lưới vào sân. Các cầu thủ của chúng ta thi đấu với một tinh thần rất sắt đá. Sau khi bị chấn thương, được ban huấn luyện tiếp nước lạnh và tiếp đá thì chỉ 1-2 giây đứng dậy thi đấu được ngay. Một cầu thủ Lâm Sơn vẫn đang bị đau. Các gương mặt quen thuộc bên phía FC Hà như Hà Thi, như Tạ Hằng, như Tạ Thủy, như Hà Huy, như Mai Hương cũng đã ngồi sát đường pip để chờ đợi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài trong trận bán kết thứ nhất. Và bên hành lang khán đài A đó là các cô gái cầu trong. Ông Đa và các cô gái cầu trong đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Những gương mặt xuất sắc nhất của cầu trong sẽ ra quân trong trận đấu bán kết thứ hai buổi tối ngày hôm nay. Lâm Sơn đã phạt. Bấm bóng không vào. Đúng lúc này thì trọng tài Hà Tư là lời còi kết thúc thời gian thi đấu của trận bán kết. Xin chúc mừng của đội tuyển FC Cò. FC Cò đã ghi tên mình vào trận chung kết sẽ diễn ra vào tối thứ sáu ngày kia.